Hậu Giang xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo cùng tất cả các đơn vị bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng các đơn vị bạn, là thành tích chào mừng 65 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên, 9 tháng Giêng năm 1950, 9 tháng Giêng năm 2015, tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2015, 40 năm kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2015, và kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2015. Đến với hội thi tiếng hát học sinh sinh viên lần thứ 11 và hội thi học sinh sinh viên thanh lịch tỉnh Hậu Giang năm 2015, đơn vị trường Cao đẳng Công lập Hậu Giang xin gửi đến chương trình thi diễn với chủ đề Việt Nam rực rỡ cánh hoa với các tiết mục như sau. Mở đầu chương trình thi diễn là tiết mục Tớp ca múa 4.000 năm rực rỡ cánh hoa, sáng tác Lê Quang, dàn dựng Minh Nghĩa qua phần trình bày của Tớp ca múa. Nhạc phẩm bài ca Hồ Chí Minh, nhạc nước ngoài, lời Việt, Phú Âm, dàn dựng Minh Nghĩa qua phần trình bày của Tăng Ca Nam và nhóm múa Minh Họa. Thay đổi không khí sẽ là tiết mục nhảy aerobic với liên khúc Ha 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 qua phần thể hiện của nhóm nhảy nam nữ. Một sáng tác của Trang Dung, nhạc phẩm Phần Trăng Thiết Giáp sẽ tiếp tục chương trình thi diễn qua phần trình bày của Ngọc Trân cùng nhóm múa Minh Họa. Và khép lại chương trình thi diễn là tiết mục múa Đảng và Mùa Xuân, dàn dựng Minh Nghĩa sẽ do Tớp ca nam nữ thể hiện. Và sau đây, chương trình thi diễn của đơn vị trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang xin được phép bắt đầu. Ủa, đứng lên lại nghe. Chim hoa cho tôi yêu quê người.
người xa, người đi khắp phương trời, ở nơi xa đó người sống đôi nghèo. Từ đâu thương người đi khắp đất châu đông, tiếp mặt trời chân như sáng soi, rồi chiều sáng dần lên. Ô ô Hồ Chí Minh, ô ô Hồ Chí Minh, ô ô Hồ Chí Minh. Vượt trùng sông, người đi khắp phương trời, bên cõi ý chí lòng núi cất thơ. Hồ Chí Minh người đi khắp đất châu đông, tiếng mặt trời chân lý sáng soi, giờ chiều sáng dần lên. Ô ô Hồ Chí Minh, ô ô Hồ Chí Minh, ô ô Hồ Chí Minh, ô ô Hồ Chí Minh. Người đi khắp phương trời, ở nơi xa đó người dân nói kia. Từ đâu thương người đi khắp đất châu đông, tin mặt trời chân lý sáng soi, rồi chiều sáng dần lên. Ô ô Hồ Chí Minh, ô ô Hồ Chí Minh, ô ô Hồ Chí Minh. Vượt trùng sông, người đi khắp phương trời, bên tai ý chí lòng núi cất thơ. Hồ Chí Minh người đi khắp đất châu đông, tin mặt trời chân lý sáng soi, rồi chiều sáng dần lên. Ô ô Hồ Chí Minh, ô ô Hồ Chí Minh, ô ô Hồ Chí Minh, ô ô Hồ Chí Minh. Mình mình ngắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về thật xa, những chưa một lần tan vỡ những tay thầm với những giấc mơ đêm, không tiêu ngần nhìn phương xa như bao ngày dài đau đớn. Thank you.
trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang đến đây là kết thúc. Trước khi dứt lời, Kim xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể các đơn vị bạn một lời chúc sức khỏe và một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý. Xin kính chúc hội thi tiếng hát học sinh sinh viên lần thứ 11 và hội thi học sinh sinh viên Thanh Định tỉnh Hậu Giang